Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video một loạt video này em rất vui mừng được giới thiệu với các bác một loạt những chiếc xe được chiết khấu giảm giá rất là nhiều trong cái thời gian mua sắm cận Tết này. Tại sao lại lý do là những cái xe này được chiết khấu? Bởi vì là những cái xe này em nhập của đối tác và đến cuối năm thì bên đối tác và em là cộng sổ và tiến hành là bên đối tác là tiến hành chiết khấu cho em. Và những cái xe này em được chiết khấu và em sẽ giảm vào giá bán. Và sau đây em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một, mời các bác đón xem. Và những cái chiếc xe này ấy, thì giá nó sẽ rất là hợp lý. Các bác nào mà quan tâm thì liên hệ ngay với em để sở hữu. Tiếp chiếc xe đạp tiếp theo mà em review cũng là một chiếc xe đạp hiệu Touring. Cũng mang thương hiệu Merida và size cao hơn một chút. Tức là size là cỡ cao hơn một chút và cũng đang trong chương trình chiết khấu của bên đại lý đối với bên em. Thế nên là em giảm vào giá bán cho các bác để các bác luyện tập thể dục thể thao trong cái mùa Tết năm 2019 năm nay. Vâng, tổng thể trong khung hình các bác đang nhìn thấy một chiếc Touring hiệu Merida tiếp theo. Và chiếc này thì có size cao hơn chiếc đầu em giới thiệu và cũng là qua sử dụng tại thị trường Nhật. Size của chiếc xe này là cái tem này không còn ấy nữa, không còn mà không còn nhìn rõ nữa, nhưng mà còn một số cái tem khác. Em đo tạm bằng găng tay là 1 này. 2. Xe này là size tầm khoảng 50 đấy. Đúng không? 50, 40. Khoảng 48, 50 đấy. Xe size khoảng 48. Xe size khoảng 48 và cũng có trang bị một cái cọc yên nhún. Đó. Khung là khung nhôm. Sơn này thì em đã bắn tút lại. Và phanh là phanh V. Vành 700C 2 lớp, may ơ nhôm. Và đũa lại con này là chiếc này đan rất là đẹp này. Vành 700C nguyên bản. Đằng sau chúng ta thì có líp vặn 7 tầng và bộ đề vẫn Shimano Tourlay quen thuộc. Đằng trước thì được trang bị đùi đĩa 3 tầng và gạt đĩa hiệu Merida đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Rời tối rồi cho nên là em cũng lướt nhanh. Đằng trước thì chúng ta cũng có tay bằng dạng Touring và bên tay phải đã trang bị tay bấm xả 7 tốc độ để chuyển níp. Còn bên tay trái là trang bị tay bấm xả 3 tốc độ để chuyển đĩa đằng trước. Xe này hợp lý cho những các bác nữ có chiều cao cao hoặc là các bác nam mà không ngại màu hồng thì sử dụng rất là hợp lý. Bởi vì xe này đang trong cái chương trình chiết khấu của đại lý đối với bên em thì bên em giảm vào giá bán. Xe này hiện tại đang bán với giá tại cửa hàng em chưa bao gồm phí ship là 3.800.000 đồng. Nếu các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì hãy liên hệ với em để sở hữu chiếc xe và 3.800.000. Còn nếu các bác ở tỉnh thì vui lòng các bác cộng thêm phí ship, nó vào tầm khoảng 200.000-300.000 nữa. Là tổng thành là khoảng 4 triệu cho một chiếc xe rất là đẹp đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. 3 đĩa 7 líp 21 tốc độ. Rất là đẹp. Touring hiệu Merida. Vâng, và cái số lượng xe chiết khấu chỉ có 4 chiếc và cái thời gian nó áp dụng không lâu, không dài, cho nên các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì hãy liên hệ ngay với em để sở hữu chiếc xe. Vâng.